Hoàng Vĩnh Nguyên, tiền vệ sinh năm 2002, đã thu hút sự chú ý của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sau khi gia nhập câu lạc bộ Cadiz ở La Liga. Vĩnh Nguyên là sản phẩm xuất sắc của lò đào tạo Hoàng Anh Gia Lai JMG và đã được đánh giá cao từ những ngày đầu. Với khả năng chơi ở nhiều vị trí khác nhau trong tuyến giữa, anh đã nhanh chóng khẳng định tài năng của mình. Mặc dù ban đầu nổi tiếng với vai trò tiền vệ trung tâm, gần đây anh đã được huấn luyện trong vai trò tiền vệ công và tiền vệ biên. Với tầm nhìn, khả năng quan sát và đường truyền dài chính xác, Hoàng Vĩnh Nguyên được so sánh với các tài năng trẻ Việt Nam khác như Lương Xuân Trường. Anh đã góp phần quan trọng trong thành công của các đội trẻ Hoàng Anh Gia Lai và Học viện Nutifood JMG ở các giải U17, U19 và U21 quốc gia, đặc biệt là chức vô địch U21 quốc gia năm 2021.